Các trò nghe này, hãy làm một vài câu thơ toàn là dấu huyền và bắt đầu bằng chữ thầy nhá. Con ạ, con trước. Thầy là người tài tình và nhiều tiền, thường thường cười hiền từ nhìn ghiền ghiền. Cho trò Trinh 8 điểm. Em ạ. Thầy nhà trồng nhiều hồng và đào, nhiều ca, nhiều gà, nhiều bò, nhiều vàng, nhiều nàng hàng ngày nhìn thấy thèm thuồng. Cầu rằng chồng mình hàng ngày là thầy ạ. Thầy cho trò 10 điểm. Em nữa. Thầy mình là người đàng hoàng. Hết rồi. Thầy trò nhà này toàn lũ nịnh bợ. Để em làm thơ cho. Thầy thì tôi tan, liên môn phan nan, trò thì làm càn, minh đàng hoàng. Buồn giàu thì thầm cùng lòng mình rằng, thầy trò nhà này toàn là đồ hèn.